Xin chào các bạn, hôm nay mình quay cái dàn gà, cái niềm đam mê của mình nha. Đó. Mấy gà tơ không à, chỉ có gà đó là ăn gà này que này nè, 4 cái, đâu 5 cái chứ, với gà đó 3 cái, gà, hay gà này rất lông hết rồi, mấy gà đó được bên nhà ông anh. Bây giờ nhà đổ ra không à, ở nhà bây giờ hai mùa rồi. Cửa già quá hồi cắt cửa đó. Bây giờ gà tơ mùa lỡ nè, còn sông lông rồi. Đây là cú cũng gần sông lông rồi, cửa nhật nguyệt nha, cái cửa trắng cái cửa đen, cú chân điểm đây nữa. Con này cũng nhật nguyệt luôn. Đây cửa trắng, đây cửa đen. Má ơi. Con này cũng này nhát người nha. Còn có 2,9 3 kg à. Đây này nè. Cửa gì đâu nhỏ xíu à, cửa kim không phải cửa kim không nữa, cửa gì đó. Con này. Này là mua có manh nè. Không biết sao nữa. Đồ tài lặt lắm à. Và đây là cú nọc của mình nè. Cú nọc này ăn nhiều cái lắm mà nha, tiền lớn không á. Tiếp theo là cái chuồng gà tơ, mấy chuồng gà tơ, chuồng trong chuồng đổ. Con gà này cũng đang thay lông. Mỹ nguyên con nha, nó tàn tạ vậy, đập máy cái tàn tạ vậy nè, thay lông. Không có mấy gà mái thả không chồng à. Đó, cú nọc đó như ăn 9-10 cái gì đó. 9-10 cái rồi đó. Đây là mấy cái chuồng quần của mình nuôi nhốt đây luôn, nhầm con rồi mình nhốt đây luôn, làm biến cái con này đổ vô đây luôn. Cái chuồng chạy, chuồng bay, chuồng chạy, hai chuồng chạy nè.
lâu lâu mình về ông già mình ba mình ở nhà nuôi ngày mai. Lép bên này, con gà lép bên. Rồi vậy thôi, bye bye các bạn nha.